Sáng ngày 1 tháng 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức chương trình ký kết giao ước thi đua năm 2018. Năm 2018, bám sát chủ đề công tác của tỉnh, thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Uông Bí xác định chủ đề công tác Phụ nữ Uông Bí tăng cường trách nhiệm bảo vệ môi trường, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng nếp sống văn minh. Theo đó, hội đặt ra các chỉ tiêu cơ bản, gồm mỗi địa phương, cơ sở thực hiện ít nhất một công trình phần việc, mô hình thiết thực hiệu quả gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 88% trở lên hội viên phụ nữ được tuyên truyền giáo dục về văn hóa truyền thống, cung cấp thông tin, phổ biến chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. 90% trở lên hội viên được hướng dẫn, tập huấn kiến thức về giáo dục gia đình. 75% hộ gia đình hội viên trở lên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, giúp thoát nghèo ít nhất 22 hộ. Hội cũng đề ra chỉ tiêu 98% hội viên được tuyên truyền sử dụng nước sạch, phần đầu trên 80% phường xã đảm bảo tiêu chí 3 sạch. 90% trở lên phụ nữ và gia đình được tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Các mô hình sản xuất kinh doanh của phụ nữ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hội phấn đấu 100% cơ sở đạt vững mạnh, 80% trở lên cán bộ đạt danh hiệu cán bộ hội cơ sở giỏi. Trên tinh thần đoàn kết, 11 cơ sở và 2 chi hội trực thuộc đã ký kết giao ước thi đua, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu mục tiêu đã đề ra trong năm 2018. Cũng nhân dịp này, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố gửi lời chúc Tết an vui đến các cán bộ hội viên, mong muốn năm 2018, các cấp hội từ thành phố đến cơ sở sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.